giao một cái đơn hàng siêu tốc các bạn, giao từ đường gì qua Nguyễn Chí Thanh để đi qua đường Hai Bà Trưng các bạn. Hiện tại thì bạn đang đi trên đường 3 tháng 2, cầu vượt 3 tháng 2 Sài Gòn, chiều cuối tuần này khả năng là mưa nữa các bạn ơi. Hiện tại bây giờ là 4:45 chiều mà mây đen kéo tới rồi, khả năng rất cao là mưa nữa. Không biết mình có hoàn thành thử thách không nữa. Let's go, cố gắng đạt 1 triệu nha các bạn. Chạy tới giờ này cũng ngoài rồi đó, 14-15 tiếng rồi các bạn đó, 12-13 tiếng nhé, 12-13 tiếng, gần 13 tiếng. Đây phía trước mặt mình là cầu vượt 3 tháng 2. Giờ này là giờ tan tầm nên cũng khá là đông. Chiều thứ 7 thì nó sẽ đỡ hơn những ngày thường các bạn. Thứ 2 tới thứ 6 thì còn đông dữ nữa. Chiều thứ 7 thì lượng xe đỡ rồi nè. Đây, bây giờ mình lên cầu vượt 3 tháng 2 nha. Lúc sáng mình cũng đi qua đường này để đi về Long An, chiều thì mình cũng lại đi lại con đường này. Hy vọng đừng mưa nha, để quay video clip chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn coi cho vui. Lại tiếp tục trong một đơn giao hàng nữa các bạn ơi. Hôm nay Ráp cho mình chạy giao hàng khá là nhiều luôn các bạn. Giao hàng siêu tốc, rồi giao hàng ứng tiền, rồi giao hàng công ty, quá trời đơn giao hàng luôn. Giờ mình sẽ đi về tòa nhà M Plaza 39 Lê Duẩn, xuống hầm B1 luôn. Quải chạy đậu, khách đang chờ mình dưới hầm. Let's go. Cái con GoPro mình gỡ ra hết rồi các bạn ơi. Mình sợ mưa quá mình không có để media mod, thu tiếng bình thường thôi. Giờ này cao điểm mà mưa nữa là buồn luôn đó các bạn. Cao điểm mà mưa là chạy cực lắm. Đây, quẹo qua Lê Duẩn, mình đang ở Hai Bà Trưng nha các bạn. Đây mình sẽ quẹo qua Lê Duẩn, đèn đỏ luôn rồi. Từ quẹo, quá trời cảnh sát giao thông. Trang trí Noel nè các bạn. 39 ở đâu rồi? 33. Xuống hầm tòa nhà 39 Lê Duẩn không cần gửi xe. B1. Ở đây là nhà 39 đúng không anh? Alo, giao thuốc chị ơi, tới hầm B1 tòa nhà. Dạ. Ngay chỗ bảo vệ luôn nha chị. Dạ dạ. Đây cho anh gửi cái này cho Thanh Nhàn. Phòng có quen bữa được. Đó là cái gì vậy anh? 102. Rồi cảm ơn. Tiếp tục đơn tiếp theo luôn. Ủa ở đây luôn hả? Cộng đón trả khách ngay đây luôn trời. Ngay tòa nhà này luôn các bạn ơi. Nổ thêm đơn giao hàng nữa. Mình lấy hàng luôn. Sài Gòn giờ cao điểm luôn luôn đông các bạn. Hiện tại thì mình có đơn giao hàng ra quận Gò Vấp. Hồi nãy mình ở quận Nhất giao quận Gò Vấp các bạn. Qua đường Quang Trung. Ở đây có hạt mưa rồi. Hy vọng là đừng có mưa lớn quá. Giờ cao điểm là cứ chen chúc nhau mà chạy thôi các bạn ơi. Giờ cao điểm có thưởng ngọc nhưng mà chạy được ít đơn đúng không các bạn, tại vì đường có đông chạy mệt. Hên là mình đi đơn giao hàng đó chứ mà chở người còn mệt dữ nữa.
6 giờ kém nửa tiếng nữa các bạn, mới có 5 giờ rưỡi mà trời mau tối quá, gần Tết rồi thì trời mau tối các bạn, tháng 10 chưa cười đã tối. Mình đi ở dưới chân cầu vượt nha, cầu vượt Quang Trung. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối, mới đây đã tối rồi, mưa nữa chứ. Cuối tuần mà mưa là buồn lắm, đừng có mưa, để cho bà con còn đi chơi nữa. Để cho mình còn rước các chị đẹp đi chơi nữa. Qua đường Quang Trung là tới điểm giao hàng nè các bạn ơi. Đó. Cầu vượt nút giao thông Quang Trung. Quá trời đông xe chạy tứ lưa một chưa luôn. Chạy loạn xạ luôn phải không? Ngang dọc trái phải gì ôi. Chỗ nào có khoảng trống là cứ chạy thôi. Mưa, bên phía Gò Vấp mưa các bạn ơi. Vừa mới trả hàng xong các bạn ơi, tiếp tục một đơn giao hàng siêu tốc nữa, đi lấy hàng mà cái đường Quang Trung nó kẹt xe dữ quá, đông đen luôn rồi. Auto hủy đơn luôn. Hủy đơn luôn các bạn. Nhưng mà mình lại nổ tiếp cái đơn gấp vai. Cũng đi chỗ nó đông đen đó luôn. Ôi trời kẹt xe kìa. Quá kẹt xe rồi. Cái đơn mà khách vừa mới hủy của mình là đi lấy hàng tới 2 cây số mà kẹt xe kiểu này lấy chắc khoảng 30 phút mới tới chỗ lấy hàng được các bạn. Thôi thì khách hủy cũng mừng. Giờ đi đón Grab Bike 24.000 sân bay. À, phút này đi về sân bay các bạn ơi. Đi về sân bay. À, sân bay gần sân bay có cây xăng, ghé đổ xăng luôn. Hợp lý. Kiểu này mình rước khách mà 15 phút rồi mới vô được tới nhà khách các bạn ơi. Quá trời đông luôn, kẹt xe. Giờ cao điểm chạy mệt vậy các bạn. Sân bay Tân Sơn Nhất đông quá, kẹt xe quá. Kẹt xe hả? Dạ, kẹt xe đường Quang Trung quá chừng luôn. Mình bỏ cái vali trước được không? Vali anh cầm cái này. Đem em coi thử không? Sau hơi khó chạy vậy. Không em đừng bỏ giờ nó cứng từ lá khó chạy. Được anh. Được không? Cứng không? Chỉ còn cách này thôi chứ. Được. Mình mới trả khách ở sân bay luôn các bạn ơi. Từ sáng giờ thì mới được một cuốc là gọi là khách sọp các bạn. Bo được mười mấy ngàn, 15 ngàn các bạn. Tiếp cho được 15 ngàn. Giờ mình đi đổ xăng các bạn ơi, sắp hết xăng rồi. Tính đứng đây chờ cuốc mà thấy đông quá trời đông đồng nghiệp luôn. Kiểu này biết chừng nào mới tới mình được phát cuốc. Mình lủi các bạn ơi, đi đổ xăng luôn. À, 6 giờ 15 phút thu nhập là 862.000 rồi các bạn. Còn 140 nữa là mình đủ chỉ tiêu rồi, là mình hoàn thành thử thách rồi nha các bạn. Ê, ghé đây đổ xăng luôn coi. Quá tuyệt vời, quá kinh khủng. Cái đơn Grab này lấy hàng xa quá các bạn ơi, 2,4 cây. Đây, lấy hàng ở đây giao qua đây. Chắc mình hủy đơn này các bạn ơi. Xa quá các bạn. Đơn này cost ứng tới 1 triệu. Thôi mình hủy các bạn. Nãy giờ mình chạy tùm lum đơn luôn các bạn ơi. Cuối tuần mà gặp ngay giờ cao điểm nữa nên đơn hàng nó nổ liên tục luôn các bạn.
chưa kịp trả đơn thì đã nổ đơn nữa rồi. Mình đang đi giao Grab Food trên đường Điện Biên Phủ, cầu vượt Hàng Xanh. Đây, cầu vượt Hàng Xanh đây. 7 giờ tối, thử thách của mình đã được 15 tiếng rồi các bạn ơi. Để xem coi bao nhiêu tiếng thì mình sẽ đạt được 1 triệu của từ chạy Grab nha các bạn. 15 tiếng rồi các bạn. Cầu vượt Hàng Xanh, đơn này mình sẽ giao qua Thảo Điền các bạn ơi. Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền. Let's go. Giao nhanh để khách còn kịp ăn tối nữa các bạn. Giờ này trễ rồi, đói bụng rồi đó. Quá trời đông. Phố đi bộ lên lại, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Quá đông các bạn ơi. Mình đang có chuyến Grab bay vô trung tâm. Phút các bạn ơi, giờ buổi tối không ai giao hàng hết. Wow, xe buýt đẹp quá. Nhà thờ Đức Bà. Nhiều khi thích một mình nhưng sợ cô. Thử thách luôn các bạn ơi. 10 giờ tối, 4 giờ sáng tới 10 giờ tối là bao nhiêu tiếng ta? 4 giờ sáng tới 4 giờ chiều là 12 tiếng, 6 tiếng nữa là 18 tiếng các bạn. Và thu nhập của mình là 1.027.000. Đang đứng ở cầu Thanh Đa luôn các bạn ơi. Game là dễ ha các bạn. Chưa tính tiền thưởng nữa nha các bạn. Tiền thưởng chắc cũng được 50 mấy ngàn nữa. Thì hôm nay mình đã hoàn thành được cái thử thách chạy Grab một ngày kiếm 1 triệu các bạn. Quá là đơn giản các bạn ơi, ngày 1 triệu, tháng 30 triệu rồi các bạn. Lấy tiền của Grab nữa. Quá là đơn giản, cứ sáng xách xe chạy vòng vòng tới chiều tối đi về là lấy 1 triệu thôi các bạn ơi. Đó là lý thuyết là vậy các bạn. Còn mình không có thể nào mà mình chạy được ngày nào cũng 18 tiếng đâu các bạn ơi. Ngày có 24 tiếng à, mà mình chạy 18 tiếng, vậy thời gian đâu mình ngủ. Ngủ nghỉ. Chỉ lâu lâu mình làm cái thử thách thì mình chạy một ngày được vậy thôi, chứ lần đầu tiên luôn các bạn. Quá là tuyệt vời luôn, hôm nay trúng số rồi các bạn ơi. Quá đã, quá đã. Thì mình nói tới đâu, nói chung là sức khỏe của mình không có thể mà bào ngày nào cũng bào 18 tiếng hết các bạn. Và đặc biệt nữa các bạn là ngày cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật và đầu tuần là thứ hai, ba ngày đó, đó mình thấy là nổ cút đều và nhiều để cho mình có thể kiếm được 1 triệu. Còn những ngày trong tuần còn lại như là thứ ba, thứ tư, thứ năm thì anh em mình dưỡng sức các bạn, cuối tuần mình bào 3 ngày. Vậy nha. Ngày mai chủ nhật để coi mình sẽ làm tiếp cái phần 2 nha các bạn. Phần 2 thử coi chủ nhật cửa mình chạy được 1 triệu nữa nha các bạn. Giờ về ngủ các bạn ơi, đang ở Thanh Đa, qua cầu Thanh Đa rồi. Mình đang ở Bình Thạnh các bạn, giờ về Thủ Đức. Giờ đứng lại đây thì sẽ có nổ cuốc đó các bạn. Có cuốc về nhưng mà mình cũng quá là mệt rồi. Mình đứng đây khoảng 15 phút thôi, không nổ thì mình về luôn các bạn ơi. Mình đã hoàn ngừng lại chém gió với mấy đồng nghiệp chút rồi thôi đi về các bạn ơi. 10 giờ hơn rồi, chạy tàn tàn rồi mà có nổ đơn thì
mình chạy, còn không thì thôi. Mình đang bật điều hướng, giờ 10 giờ rồi. 10 giờ thì có nhân giá, mỗi cuốc xe được cộng 10.000 nữa. Nhưng mà quá mệt. Cầu Bình Triệu giờ này vẫn còn đông các bạn. Cuối tuần bà con đi chơi đông quá. Về nhà không nổ nữa rồi các bạn ơi. Giờ này bật điều hướng là không nổ nữa rồi. Hình như là Grab nghe mình nói là thử thách chạy 1 triệu và cho mình 1 triệu thôi, không cho hơn nữa các bạn. Cho 1 triệu rồi về ngủ đi, ngày mai chạy tiếp. Thì video của mình xin được kết thúc ở đây nha. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn vào những video clip tiếp theo trên kênh Mây Lang Thang Sài Gòn. Nếu các bạn xem video tới lúc này thì để lại cho mình một lượt like cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ cho mình có cơ hội được phát triển hơn nữa, cũng như là động lực để mình làm nhiều video clip chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn nha. Thực ra thì một ngày chạy 1 triệu đó với mình thì cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà vừa chạy vừa quay vlog nữa thì cũng khá là mệt luôn các bạn, và căng thẳng nữa. Kiểu như là mình phải tập trung để mình chạy cho đạt được cái mốc mà mình đề ra đó, nên cũng khá là mệt luôn. Phía trước mặt mình là đường Phạm Văn Đồng rồi, về nhà thôi, Thủ Đức thôi. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn. Tới đây đường Phạm Văn Đồng vẫn có cuốc nữa các bạn ơi. Ô, được 27.000 Gigamon, đón ở Gigamon các bạn ơi. Tính kết thúc video mà vẫn được một cuốc nữa. Yeah, quá ngon, 27.000 đủ đổ tiền xăng. Gigamon Thủ Đức. Thôi, nổ cuốc rồi mình chạy thôi. Mình cũng đã kết thúc video rồi. Xin chào các bạn nha. Chào lần nữa.